tôi có mặt luôn. Xin mời ông bà cô bác nha. Xin mời ông bà cô. Trời ơi, ông bà ơi, con vừa mới bỏ bé gà con nằm ở đây, nằm chơi thì nó lật ngang vậy nè, nó lật được nhiêu đây rồi. Phải không con lật được nhiêu đây rồi hả? Cái con ấy. Lật luôn không? Cái đầu còn nặng quá. Phải không con? Cái đầu còn nặng quá. Lật chưa được. Quẹo quen bên này. Phải không con? Ê. Không, con chào ông chào bà đi, con chào ông chào bà, con mới lật được cái đít rồi. Con mới lật được cái đít rồi. Nhưng mà cái đầu chưa lật được. cái đầu còn nằm. Nói dữ dằn luôn. Nay gà con nói dữ lắm ông bà ơi. Bà lên cái gối nằm. Rồi. Mở. Tức bụng, để lâu nó tức bụng. Một lại coi. Một lại, để lâu nó tức bụng. Tức bụng, cái bụng còn non quá. Thấy không? Bụng còn non quá. Đây là măng khô nè cả nhà. Cái măng khô này là của cô Hạnh ở ngoài Lâm Đồng. Cô Hạnh nhờ mình bán giùm. Lúc mà mình ngâm ra được nhiều lắm. Mà măng này á, là măng xé sợi, mà nó là dạng cái măng, nó không phải là cái măng nanh heo, mà là cái măng mà măng le, cái non mà đi tuốt rừng á, hái á, đem về rồi luộc rồi phơi khô xé sợi rồi mới ra được cái túi này. Cái này là đã hút chân không rồi nha cả nhà, không có chất bảo quản, không có gì hết luôn nè cả nhà, thấy không? Đây là mình bán giùm cô Hạnh nha, chứ mình không có bán cái măng này. Cái này chỉ có dư 10 kg thôi, cô chú anh chị nào ăn ủng hộ thì mua giùm cô Hạnh. Cái có 10 kg à? Không, muốn có hơn cũng không có nữa. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cái cỏ này hôm bữa mình dặn thêm 4 bao nữa nè cả nhà. Cái này Dượng Út mới giáp thêm cho mình. Mà không biết Dượng Út còn làm nữa không? Còn đúng không ạ? Dượng Út còn giáp thêm nữa cho nó hết cái chỗ này luôn cả nhà. Bòi cho nó xong luôn. Cỏ này bữa nay lên, bữa mình mua có 50 ngàn một bao, bữa nay mình mua 70 ngàn một bao. Mình xé ra, mình lấy ra, mình đổ ra, mình xé ra. Xé ra mới trồng, chứ không có để nguyên vậy trồng. Bao cũng nhiều á. Mình xé ra như vậy. Cái này người ta nhổ nguyên về nè. Nè cả nhà.
Cái này mình xé làm hai. Vậy đó, mình xé vậy nè. Bây giờ đang vừa mới mưa xong luôn, các bạn thấy không? Vừa mới mưa xong luôn, cái nó còn ướt, với bùn nó còn ướt mà còn nước nè, cái mình bỏ xuống vậy là nó dính luôn, cái nó đâm rễ luôn. Hôm bữa mình trồng á, nó khô queo, mình phải tưới, tưới nó mới xanh xanh vậy nè. Trồng ít bữa là nó lan ra đều hết nè. Chứ mình trải thảm là mua mốt mà nó sống á, là nó bị nhiều á, nó bị dày, nó đặc cứng là nó không đẹp. Cỏ cỏ nhung nhật cũng vậy, cỏ nhung nhật mình thấy người ta trồng á, nếu mà người ta muốn đẹp là phải một là rải hột, còn không á là mình xé ra xa xa một gang, một khoảng gang á, rồi nhúm gang nhúm á, tới lúc nó lan ra là đẹp. Còn nếu mà trải thảm là mua làm sao trải y vậy á, nguyên một cái một mét vuông mà cứ đắp nguyên một mét vuông bỏ vô luôn á, thì lúc mà mới bỏ vô thì nó đẹp, nhưng mà ít bữa mà nó sống á, là nó bị dày. Giờ mình sẽ xử lý hết 4 bao này. Con xin miếng xả miếng ớt nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay á mình làm món ốc đắng cuốn lá cách chấm nước mắm ăn thử nha cả nhà. Cái món này không phải ở Bến Tre, món này mình thấy người ta ăn thấy ngon quá mà ai nghe nói là ai cũng khen hết. Mình làm ăn thử, hình như là của tỉnh Tiền Giang hay gì cả nhà, đặc sản nghe nói vậy á. Nè bây giờ mình ngâm nha cả nhà, mình lấy cái bịch bột nào cũng được hết, bột nào cũng được, bột nào mà cũ cũ cũng được, kiểu như bột nào mà dư ở nhà cái mình lấy, bột gạo, bột nếp, bột mì gì cũng được hết. Rồi, giống như người ta ngâm nước cho gạo thì bây giờ mình sẽ ngâm cái nước bột nó cũng giống như nước cho gạo vậy đó các bạn, nhưng mà cái chất gạo nó sẽ nhiều ở trong cái nước này hơn là cái nước cho gạo. Sẽ đi theo cái bột này nè, nó sẽ đi theo và nó không có nó ra hết nhớt ở trong bụng của con ốc luôn á. Mình ngâm mấy con ốc đó nè cả nhà, nó ra những cái nhớt của nó kèm theo cái bột á, cả nhà thấy không? Mình ngâm như vậy, mình kinh nghiệm nhiều lần thì ngâm như vậy nó sạch dữ lắm. Ngâm bằng bột á, cái lúc mà mình rửa là nó ra sạch hết luôn. Rồi có con ốc con nữa nè cả nhà, con ốc con nè, mới đẻ luôn. Đây nè hai con luôn.
Sau khi mà mình rửa sạch cái bột đó rồi, cả nhà thấy mấy con ốc nó sạch sẽ lắm, sạch trơn luôn, không có còn ra một miếng nhớt nào hết á. Như vậy là mình đi đi luộc được rồi nè. Giờ mình sẽ đi luộc sả. Cái ốc này mình ngâm khoảng chừng chừng 3 tiếng à, là nó sạch vậy rồi. Đủ ăn rồi mẹ ơi, ít ít được rồi. Dừa, trái dừa này nó cũng còn xanh, nó còn chưa có khô lắm. Khô không có ngon bằng cái trái dừa xanh cả nhà. Cái gì dừa gắn vàng á, nó mới thơm, nó tốt, nó mới thơm. Trái dừa gắn vàng vậy nè, cái vỏ gắn vàng vậy nè. Nó dừa mà nó khô đen quá, nó hôi dậu. Nhiều được không? Nhiều đó được rồi mẹ. Mình chuẩn bị luộc ốc nha cả nhà, nước sôi sẵn rồi nè. Mình làm mình luộc nước sôi cái mình đổ ốc vô, cái mấy con ốc nó sẽ mình dễ dễ lễ ra hơn. Ở cái cây lá cách này nó tốt quá ta, nhưng mà có mấy nhánh này cả nhà ơi. Lại đi. Không, lá mập mập không à. Bên đây nữa nè. Nhà nó tốt ghê không cả nhà, cái lá bự chà bá luôn. Hình như có chỗ không có cái lá cách này, chứ không phải ở đâu cũng có đâu. Chỉ miền Tây thì người ta biết nhiều, chứ còn có những tỉnh không có lá cách này cả nhà. Có nhiều bạn thấy cái lá này thấy lạ lắm, mình coi trên mạng á. Thêm mấy cái lá rau hôm nữa nha cả nhà, ít ít thôi. Trồng được mấy cái này tiện ghê, ăn cái ra cắt à. Tốt ghê luôn, cái lá bự chảng à. Hình như nó càng già nó ra càng tím á cả nhà. Đây, cái cây này nè. Nè, lại đây cả nhà.
Để coi nè, càng già nó sẽ ra cái thân nó càng màu tím. Bên đây nữa nè. Cái thân nó càng màu tím hơn một chút. Tại vì cái này là mình trồng bằng hộp chứ không phải là mình trồng bằng nhánh. Ốc mình luộc chín rồi, xin mời cả nhà nha. Nhưng mà bữa nay á, mình ăn cái món ốc này á, đặc biệt là mình sẽ có cuốn lá cách với lại nạo dừa nè, sắc dừa. Mình chấm với nước mắm nha. Đặc biệt là vậy, còn bình thường thì ốc chấm nước mắm là bình thường rồi phải không cả nhà. Cái món này mình cũng chưa ăn lần nào luôn, ăn thử nha. Xin mời cả nhà cùng ăn thử với gia đình của mình nha, nghe nói ngon lắm. Có mập rượu không? Lúc à. Này con này kho sẵn, lễ xong rồi kho sẵn cũng vừa. Xin mời ông bà cô bác nha. Xin mời ông bà cô. Bé béo. Ăn lại cái nữa. Chưa cảm nhận ra. Được nè, ăn được, ngon. Đúng đó. Được không? Cũng ngon. Ngon không nhá, ngon. Nắng nắng, nắng nó béo. Ừ. Ngon mà lạ miệng. Mình ăn thử nha cả nhà, cái món này không phải là món ở Bến Tre cho nên mình không có rành. Lần đầu tiên mình ăn cái món này luôn á. Ốc này nó dễ téo á. Bỏ chút sắc dừa vô, chút xíu vậy nè. Với miếng rau. Đây, ở đây là mẹ mình có lễ ốc sẵn rồi mình lấy nha. Cho ăn cho nhanh. Đó. Như vậy. Ừ, xin mời cả nhà nha. Ăn thử thôi. Ngon. Nó lạ miệng nhưng mà nó ngon. Hai ba làm nước mắm nó hơi lạ. Đúng rồi, nó hơi lạ thôi. Phải không? Để thêm miếng nước mắm nữa nha. Ừ. Thêm miếng nước mắm nữa. Tại mình làm nước mắm chấm ốc, mắm xả chấm ốc, nhưng mà mình cảm thấy là mình chấm vô mình cảm thấy nó hơi lạc á các bạn. Có nấu cái nước cho em chưa? Dạ. Ok. Ôi nấm nhớ mà cũng la làng nữa hả? Cảm giác mình ăn cái món này á, nó có sắc dừa, nó béo. Mà nói chung là coi em cảm nhận của bà thẳng không có dẫn quẹo xương sống em nha, thì cũng ngon lạ nhưng mà mình sẽ thích ăn cái con ốc chấm nước mắm hơn. Theo mình ở nhà mình thích ăn ốc chấm nước mắm hơn là cuốn như vậy. Mà cái món này là lâu lâu ta ăn ta bị ghiền luôn á. Miếng nữa đi, chắc chưa mặn đâu. Rồi món này ngon mà. Ừ. Ngon lạ không? Ừ. Hôm nay con nhỏ ốc này đi cái ruộng bắt. Đó, chấm lại, múc lại ạ. Bắt về khoai. Rất là
làm mình dễ lễ chứ. Để mình ăn thêm một cuốn nữa nha cả nhà. Trời ơi, ốc này nó mập. Úc nút luôn á. Biết sao mà mùa này ốc mập không? Ốc này mùa này mùa ốc đẻ nè. Mập cũng đẻ. Con gì mùa mưa nó không đẻ, con cá nó cũng đẻ nè. Con ếch nữa mẹ. Con ở đồng ở ruộng á. Rồi lúc nắng quá ruộng nó khô quá cái con này nó ốm nó không đẻ nổi. Rồi xuống rồi cái có nước đi ăn được nó mập mới đẻ. Pha nước mắm mặn thêm chút dễ ăn hơn. Mấy ngốc này nó gần đẻ luôn rồi nè. Nó có con non non hết nè. Mấy con này là nó muốn đẻ rồi. Con non non thì còn ăn được chứ con mẹ nó gần đẻ em. Cứng cầm. Ăn sọt sạc. Hồi nãy con ngâm là nó có đẻ ra luôn á. Ăn ngâm miếng chai vậy. Nó nhảy ra trong miệng á. Hồi nãy mình ngâm là nó có đẻ mấy con ốc con luôn cả nhà. Mấy con đó chứ có đổ dũng không? Đổ mốt cho mốt sống. Trời có mấy con ốc nhỏ à. Công nhận mình luộc như vậy nè, ốc nó rất là sạch luôn á. Sạch ơi là sạch luôn á. Ở ngoài tiệm chắc người ta không có luộc kỹ gì đâu, người ta chỉ ngâm thôi. Người ta không có luộc kỹ mà người ta không có rửa kỹ vậy đâu. Mình nghĩ vậy. Tại vì số lượng nhiều mà ai làm cho nổi. Con thích ăn không hơn. Thế này mình thích ăn không hơn là cuốn. Nó lạ miệng. Còn nãy giờ con ăn ba cuốn, người ta ba cuốn bốn cuốn mà bị ngán này nè. Dạ hả? Nó béo quá. Ngán cái mùi béo với mùi nó cắt ngán. Nhưng mà nó không có dở nha. Nó ngon. Nó ngon. Không là đặc sản ở đâu. Hình như Tiền Giang hả đâu á. Thầy con nghĩ là con nó cũng giống như cái con không gành hình như Tiền Giang hả đâu á, cả nhà biết cái đặc sản này là ở đâu không cả nhà. Mình cũng không gành nữa. Cái chuối cuốn lá cách vậy đó. Chuối cuốn lá cách thì ngon nha. Nếu mà so sánh cái món này với món chuối cuốn lá cách đó thì chuối lá cách trên nước mắm. Chuối cuốn lá cách ăn mình ăn được nhiều hơn chút. Quýt dừa chuối cuốn lá cách thôi. Ốc mập. Này có mấy miếng sách dừa mà béo quá, ngán. Nhưng mà ăn lại miệng thiệt. Tại vì biết sao không? Bình thường á, mình chỉ ăn á, chua cay, chua ngọt. Ít có khi nào kết hợp giữa đắng với béo hoặc là đắng với ngọt hay là đắng với cay, béo với cay hay gì đó, mình ít có kết hợp mấy món lạ vậy. Đúng rồi, cái món này là kết hợp béo và đắng. Đúng không? Béo với đắng. Với cái nó hơi có lá này là nó hơi cay cay nè. Ớt chấm mắm nó hơi cay cay chút nè. Nó mà dễ lễ quá, dễ mập mà. Mập lù luôn á. Chứ bỏ ấm ớt làm miếng lễ đó. Để mới thịt thà vậy thôi. Không đáng giận nhiều ký cũng mắc lắm à. Chứ không phải... Mắc lắm à. Chứ hồi đó có 10-15 ngàn ký à. 10-15 ngàn à, còn giờ đâu có giá đó mẹ. Giờ ốc đắng rẻ nhất cũng phải 30. Mẹ hồi nhỏ đâu có mua á, giác gì lỡ ruộng mất. Rồi bây giờ sao không thấy nha. Mà con ốc này mập nè. Nếu mà ốc nhà mình nuôi chắc nó không mập được vậy đâu. Bự á mẹ. Con này không biết miệng nào. Để đem lại. Chắc mà ốc này nó sống nước ngọt nha, chứ không phải nước mặn à. Nước mặn ốc, ốc gạo nước mặn. Mà hồi đó con ốc, con thấy con ốc đắng này nó chỉ giống ở cái Dũng mà Dũng sình lậy á. Dũng muốn đó. Nó phải mà. Cái Dũng mà lầm lầm á.
Dũng lá dừa. Ừ, cái Dũng có nghĩa là Dũng không hay là gọi là Dũng dơ. Mà là Dũng có rác rến á. Dũng có rác nhưng mà Dũng phải tráng. Chứ Dũng đừng gặp nó cho nó lạnh nó chết ha. Cái nắng cháu dừa. Ừ. Cái Dũng mặt. Im á. Không mẹ. Dũng như cái bật cái địa rau muống đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Giống như ruộng rau muống. Nhưng mà cái này mình thả nó đâu sống đâu. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc cả nhà có một buổi chiều thiệt là vui vẻ. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.